Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng một mẫu sản phẩm nữa là cuốn thư câu đối phẳng. Đây được đánh giá là mẫu mới nhất của năm 2020. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành trên YouTube để cập nhật được các cái video về đồ thờ cúng mới nhất. Thì trong video này thì chúng tôi giới thiệu một bộ cuốn thư Long Hóa Mai và câu đối là câu đối phẳng rơi rơi lãng hoa, mẫu mới nhất của chúng tôi. Và chúng ta cùng đi vào chi tiết thì bức cuốn thư này chúng tôi chạm long hóa mai. Cuốn thư này có kích thước là dài 1m97, chiều rộng là 97 và dày 5 phân liền khối, chưa kể phần chắp ghép. Ở giữa là chúng tôi chạm ba chữ Đức Lưu Quang, có phụ đề tiếng Việt để cho quý khách hàng dễ hình dung về chữ Hán đã được dịch sang phụ đề tiếng Việt. Cuốn thư Long Hóa Mai này thường thì chúng tôi ghép với câu đối Long Hóa, nhưng đây là một đơn đặt hàng của khách hàng ở Hà Nội thì anh lại đặt là câu đối phẳng, thì chúng tôi hôm nay mới giới thiệu lên. Và trước khi xong mộc thì chúng tôi sẽ quay lại video mộc một lượt để báo cáo với khách hàng, sau đó thì chúng tôi sẽ cho đi hoàn thiện. Mời quý vị chiêm ngưỡng từng cái đường nét mà chúng tôi đục lên. Toàn bộ chúng tôi đục tay kênh bong 100%. Đây là mẫu cuốn thư Long Hóa Mai, hay còn gọi là cuốn thư Mai Điểu. Bên cạnh mẫu cuốn thư này thì chúng tôi đang làm cả mẫu cuốn thư Phượng Hoàng, cuốn thư Hồng Trĩ. Quý vị có thể tham khảo thêm sản phẩm trên YouTube được phát trực tiếp trên kênh Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý vị có thể truy cập vào trang chủ YouTube để xem thêm các mẫu cuốn thư hoành phi cũng như đồ thờ, ngai thờ, khám thờ. Chúng tôi sản xuất rất nhiều đồ thờ cúng trong cái tháng 7 âm lịch này. Và chúng tôi cũng được biết là nhu cầu khách hàng mua sắm đồ thờ cuốn thư câu đối ngày càng cao, thì chúng tôi cho sản xuất với số lượng rất là lớn. Thì trong video thì chúng tôi chỉ giới thiệu một bộ sản phẩm để làm mẫu thôi, còn trong xưởng thì rất nhiều. Quý vị ưng mẫu cuốn thư Long Hóa Mai với câu đối phẳng như này thì liên hệ ngay cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Câu đối phẳng này là chúng tôi chạm diềm tứ quý, xen kẽ là gấm hoa chanh. Bên phải thì chúng tôi chạm là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, có phụ đề tiếng Việt. Và nét toàn bộ nét chữ đã được chúng tôi bom đi. Bên trên là đầu rơi rơi ngậm đồng tiền, phía dưới là lãng hoa quả đào. Đây là mẫu mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi ra mẫu vẽ mẫu. Và bên trái này thì chúng tôi chạm là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Quý vị hãy xem kỹ cái từng đường nét trong cái video chúng tôi giới thiệu đây thì quý vị sẽ thấy được cái sự khác biệt. Toàn bộ xung quanh phần diềm này chúng tôi chạm tứ quý, và kích thước của câu đối là chúng tôi cũng báo luôn, dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân liền khối, chưa kể phần chắp ghép nổi bên trên. Và quý khách nào muốn đặt mẫu như này nhưng mà chữ nho bên trong có thể thay đổi thì quý vị hãy gửi phần chữ nho về cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ ra mẫu và chúng tôi sẽ thiết kế phần chữ nho bên trong. Có rất nhiều bộ chữ nho khác, quý vị có thể tham khảo trên website hoặc trên Google. Video thì đang được quay trực tiếp tại xưởng của đồ gỗ Hiền Lanh, cơ sở 6 đường Đồng Tâm, La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Các bạn đang chiêm ngưỡng tổng thể bộ cuốn thư câu đối phẳng mẫu mới nhất hiện nay và đang được bán chạy nhất. Gần đây khách hàng ở Thái Nguyên, Hải Phòng cũng điện về cho chúng tôi rất nhiều, hỏi về mẫu cuốn thư câu đối, thì hôm nay chúng tôi lại livestream một mẫu nữa. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ở phía dưới màn hình hoặc có thể xem ở phần mô tả.
và video thì đang được quay trực tiếp tại đồ gỗ Hiền Lành ở La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các cái video tiếp theo. Chúng tôi sẽ giới thiệu thêm.